Như chúng tôi đã nói đến ở đầu chương trình, thời điểm này nông dân trồng sầu riêng tại huyện Kế Sách đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ năm 2023. Năm nay sầu riêng không chỉ trúng mùa mà còn bán được giá khá cao, nhà vườn phấn khởi. Những ngày này nhà vườn tại xã Ba Trinh, Xuân Hòa đang tất bật thu hoạch sầu riêng. Người thu hoạch, người thu gom vận chuyển từ vườn ra đường lớn để kịp bán cho thương lái, tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Anh Đinh Công Toàn ở xã Xuân Hòa phấn khởi cho biết vụ sầu riêng 2023 nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân tập trung đầu tư, đặc biệt là sức mua của thị trường tốt, giá cả ổn định và có chiều hướng tăng cao so với năm trước. Bình quân mỗi ký cao hơn 10.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá năm nay cũng được hơn năm rồi. Đầu mùa, mấy người đầu mùa thì bán giá cao lắm, mình bán vô vụ rồi, mình bán rẻ hơn ta mà cũng còn giá cao, giá cũng còn được, cũng kiếm sống được. Hiện bây giờ là bán giá 52, còn năm rồi thì vô mùa vụ thì giá có 30-40 à. Năm nay nó nới hơn, nó cao hơn thì nhà vườn khỏe hơn. Hết gửi ra, trừ chi phí ra lại chắc cũng cỡ hơn cỡ 1,5 tỷ. Vui, trời ơi, năm nay thì được, năm nay sống được. Theo bà con nhà vườn, năm nay sầu riêng đạt năng suất khá cao, bình quân vào khoảng 20-25 tấn một hecta, tăng 5-10 tấn so với các niên vụ trước. Dù bước vào mùa thu hoạch rộ, nhưng giá sầu riêng vẫn đang ở mức khá cao và rất dễ tiêu thụ, bởi loại trái cây này được đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa, cũng có nhiều thuận lợi. Hiện sầu riêng Ri Sáu được nhiều nông dân địa phương bán xô cho thương lái với giá từ 52-55.000 đồng một ký, và mỏng thon là từ 60-65.000 đồng một ký. Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí, nhà vườn có lời từ 50-100 triệu đồng một công. Nhưng mà vụ sầu riêng hôm nay thì cái thời tiết nó thuận, rồi cái trái năng suất hôm nay nói chung cũng đạt. Giá hôm nay phải ngon năm rồi, khoảng 10-15.000 ký. Tổng diện tích của tôi hôm nay thì mẫu rưỡi này độ khoảng 45 tấn. Tăng năm rồi như vậy là được 10-15 tấn. Như chi phí thì so ra như năm rồi thì như là một mẫu đi, năm rồi mình còn được khoảng 500, thì năm nay mình mẫu mình còn được 700. Tỉnh Sóc Trăng có 1.257 hecta sầu riêng tập trung chủ yếu tại hai xã Xuân Hòa và Ba Trinh của huyện Kế Sách. Trong đó diện tích sầu riêng cho trái trên 600 hecta, ước sản lượng trên 15.000 tấn một năm. Những năm gần đây, đa phần nông dân trồng sầu riêng đều trúng mùa nhờ nắm vững các kỹ thuật chăm sóc, nuôi trái và tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ để giúp cây phát triển, cho trái đạt chất lượng tốt, ăn thơm ngon và an toàn. Sầu riêng Kế Sách chủ yếu được trồng cho ra trái chính vụ, một số nhà vườn cũng đã xử lý ra trái rải vụ nghịch như tại một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Vào thời điểm cách nay khoảng 3 tháng, khi ấy do nghịch vụ nên sầu riêng được nông dân bán với giá lên đến 100.000 đến 150.000 đồng một ký. Trong thời gian tới đây, khi phát triển thêm cái diện tích ở một cái mức hợp lý thì đi đôi với đó phải là có các cái tổ chức nông dân để tổ chức sản xuất theo những cái quy trình, theo cái yêu cầu của bên mua, và cũng các cái vùng trồng này thì cũng phải là được đăng ký mã số vùng trồng, tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định cũng như là duy trì cái mã số vùng trồng để có thể tăng cái sản lượng xuất khẩu chính ngạch qua các cái thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Cây sầu riêng bán rễ ở vùng đất phù sa màu mỡ Kế Sách gần 20 năm nay. Sầu riêng Kế Sách được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng bởi trái có màu sắc sáng đẹp, bắt mắt, ăn ngon ngọt và ít bị sượng. Hiện loại trái cây này được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để đem tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trong nước và xuất khẩu.